Nhạc ơi, đang làm gì vậy? Vô làm cho chút cắt đá uống coi. Mày ăn nó mất tiêu nữa rồi. Cái gì? Mất mạng nữa hử? Thì ra tại sao mất mạng hoài vậy chứ hử? Đi vô làm cho chút mày coi nước uống đi. Để ta đi tìm nguyên nhân cho. Không biết sao mà mạng wifi cứ mất hoài đó hử? Đây, đèn còn sáng mà đó hử? Đâu rồi? Cái gì đây? Chả lẽ hay già nó rồi chứ đâu nữa? Chắc là mấy anh tí đây mà. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nói lại nha. Ok, let's go. Rồi, ok. Bây giờ mình đã phát hiện nguyên nhân là bị mất mạng wifi là do cái cọng dây nó bị đứt các bạn ơi. Dây này chắc có lẽ là do chuột cắn thì nó cắn đứt từ lưa, chứ còn có một sợi một thôi nè. Hai sợi hả? Đây, dạ, còn có hai sợi hả? Còn hai sợi, mà sợi này nó muốn đứt luôn rồi. Thôi, để mình cắt luôn. Xong mình nối lại cho nó dễ đó hử. Rồi, trước tiên thì mình sẽ tuốt cái dây này ra nha. Mày tự xử tại nhà luôn, khỏi kêu mấy anh thợ nhà mạng lại cho mất công. Nhiều khi giấc tối mà đang cần lên mạng gấp để xem phim, xem hài, giải trí ban đêm mà gọi mấy ảnh nữa mà biết nợ mấy ảnh mới lại. Mà ban đêm hôm gọi ảnh cũng phiền lắm các bạn ơi. Nếu mình xài bị mất mạng thì cái nào quan trọng hơn ban ngày mình hãy gọi. Ban đêm nửa đêm gọi người ta cũng nghỉ ngơi đó hử. À dạ, không ai gọi thì cứ gọi, tốn tiền mà. Rồi, sau khi mình tuốt ra thì nó có nhiêu đây nè các bạn. Đấy, ở đây nó có 4 cặp dây nha, dây này là bên đây cũng có 4 nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại nha. Tức là mình nối là màu nào theo màu nấy hết là ok nha các bạn. Ví dụ như ở đây có cái màu xanh dương nè, mình sẽ nối lại với màu xanh dương. Rồi cái màu xanh dương, màu trắng xanh dương này, mình sẽ nối với lại màu trắng xanh dương. Tương tự với ba cặp dây còn lại luôn nha. Rồi, ok, giờ mình sẽ tiến hành nối nó lại. Rồi sau khi các bạn nối lại theo các sợi dây màu giống vậy nè. Đấy. Ôi, chụm lại nhìn thấy gớm quá vậy. Nhưng mà không sao, gớm gớm nhưng mà nó hiệu quả lắm nha. Giờ mình sẽ lấy băng keo để mình băng lại mấy chỗ này lại cho nó an toàn, để nó không bị chạm nha các bạn. Lỡ như chạm nó cháy cục wifi cái nó xuống nó sửa nó bắt đền mình, nó bắt mua cái khác tốn tiền đồng nghiệp mình nữa. Rồi giờ lấy băng keo dán nó lại. 1 cái này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách phương thức chữa cháy hiệu quả thôi, tạm thời thôi. Rồi như vậy là xong nha. Đấy, đây nè, đó. Giờ mình sẽ đi vô ghim lại cái dây lan vô cho cái wifi, rồi mình sẽ coi có mạng không là mình biết ngay.
Rồi giờ mình lấy cộng dây lan mình ghim vô cái wifi lại nha các bạn. Cái đầu kia thì mình vẫn ghim y cũ nha, còn cái đầu đây mình ghim vô cái cổng màu xanh xanh của cái wifi nè. Ấn mạnh vô, nếu không được lấy búa phệnh nó vô. Rồi ok, ghim vô vậy rồi. Giờ mình kiểm tra cái coi có internet không, rồi mình sẽ sử dụng. Ôi giời ơi, hú hồn. Vậy là có wifi rồi các bạn ơi. Thấy thằng cháu tôi nó nhảy tung tăng là biết có tín hiệu wifi rồi đó. Rồi thì cuối cùng cũng đã chia sẻ xong cho các bạn cái video cách nối dây LAN nha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu bạn nào cảm thấy video hay và bổ ích đó, thì hãy like share video nha. Để theo dõi kênh của mình nha. Rồi ok, bye bye.